Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 321 Tân Sơn, phường 15 Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại liên hệ của bên mình là 06 con số 8748, số thứ hai là 05853 5 con số 0 nha. Bên mình thì làm việc từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối và chính sách bảo hành là 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Đối với hàng chính hãng nha, hàng xách tay sẽ được bảo hành là 1 tháng 1 đổi 1. Anh em nằm ở xa có nhu cầu mua điện thoại bên mình thì vui lòng cọc trước phí ship. Bên mình ship hàng thì sẽ cho anh em được kiểm tra máy, test máy, ok rồi mới nhận nha. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, có những máy sẽ có tai nghe và một số máy thì bên mình không hỗ trợ tai nghe nha. Anh em thông cảm giúp nha. Đầu tiên hôm nay mình giới thiệu cái Sony XPDA1, cây này thì máy tổng thể đẹp 98% nha. Con này thì 64GB, máy tổng thể 98, giá bán của bên mình là 3 triệu 7 nha. Sony XPDA1, con này thì nói chung là máy thì còn tương đối đẹp nha mọi người. Màn hình thì nó rất là dài. RAM 6 của nhớ trong 64GB, giá bán là 3 triệu 7 nha. Xiaomi Redmi Note 11 Pro, con này thì mới mua được có được 2-3 ngày thôi nha. Note 11 Pro full box, sạc đi kèm theo máy là 65W nha mọi người. Đây, sạc 67W chứ, sạc này siêu nhanh luôn. Máy thì như mới luôn, giá bán bên mình là 5 triệu 8 nha. Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha, mới mua được có 4 ngày nha, 4 ngày thôi. Xiaomi Redmi 10 RAM 4 128, con này mới mua được 2-3 ngày thôi. Máy thì nó cũng chưa sử dụng tới nha, máy như mới luôn. Redmi 10 RAM 4 128, đầy đủ phụ kiện, cáp sạc zin nha, chưa sử dụng nha. Giá bán là 3 triệu 4, Redmi 10 RAM 4 64GB. Samsung Galaxy A73 5G, con này thì máy đẹp như mới luôn. A73 5G, giá bán là 8 triệu 4 nha, A73 5G, 8 triệu 4, hàng chính hãng, full box nha mọi người. Samsung Galaxy A53 5G, RAM 8GB. Máy này cũng như máy mới luôn. Con này mua chưa sử dụng nha, chưa sử dụng tới luôn nha. Mới mua chưa sử dụng A53 5G. Giá bán của bên mình là 7 triệu rưỡi nha. A53 5G 7 triệu rưỡi. Máy mới nha mọi người. Máy này là chưa xài nha. Anh em nào mà mua về mình kiểm tra bảo hành thì nó sẽ còn bảo hành gần 12 tháng nữa nha. Chỉ có mới mua được có vài ngày thôi. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8128. Máy này đã qua sử dụng rồi. Ngoại hình thì cũng đẹp như mới luôn. Note 11 Pro nha, giá bán là 5 triệu 6 thôi, 5 triệu 6. Còn em nào mua máy mới thì giá là 5 triệu 8 nha. Máy mới 5 triệu 8, máy qua sử dụng rồi 5 triệu 6, Redmi Note 11 Pro. Xiaomi Mi 11 Lite 5G ne, máy đẹp keng full box. Full box thì sẽ có sạc zin. Sạc này là 33W nha, giá bán là 5 triệu 8. Mi 11 Lite 5G ne nha. Samsung M52, máy thì đẹp như mới luôn, 6 triệu 9. M52, cái này máy new luôn nha mọi người. Máy new luôn, M52 nha, 6 triệu 9, máy mới. Oppo A74 8128 3 triệu 9 nha, A74 full box 3 triệu 9. iPhone 11 Pro Max 64GB, con này thì pin 87, máy đẹp 99 nha, giá bán là 12 triệu 2. 11 Pro Max, iPhone 11 Pro Max 64GB, con này thì nó hơi trầy nhẹ nha, máy 98, giá bán là 11 triệu 9 nha. 11 Pro Max màu xanh, pin thì còn 86. 11 triệu 9. iPhone 11 64GB, con này thì pin còn 83 thôi, ngoại hình tổng thể nó hơi trầy nha, giá bán cực kỳ rẻ thôi, 7 triệu 6 nguyên zin nha. iPhone 11, iPhone 12 mini hàng Việt Nam 64GB, pin thì còn 85, máy đẹp keng 99 nha, giá bán là 8 triệu 8. 12 mini, iPhone 12 mini, con này pin 88 nha, máy thì đẹp 99 luôn, 8 triệu 8 nha, hàng Việt Nam.
iPhone 7 Plus 128 GB, pin thì còn một mới thay, còn 100%, máy đẹp 99, 3,8 triệu 7 Plus. iPhone 12 nha, con này thì máy đẹp 99%, pin 86, 11,9, 64 GB, iPhone 12. iPhone 13 Pro Max nha, hàng Việt Nam 256 GB, pin thì còn 95 nha, hàng Việt Nam, máy thì đẹp 98 thôi. Giá bán là 26 triệu 500, phiên bản 256 GB nha mọi người, màu xanh. Xiaomi, con này là Redmi 10 nha, RAM 4 128, máy đẹp 99, Redmi 10. 3 triệu 250 nghìn nha, Redmi 10 4128. Con này là con Realme C12, C12 thì pin 6000, RAM 3 GB. Con này tổng thể nó hơi trầy nè, hơi trầy. Giá bán của bên mình là 2 triệu nha, C12. Samsung Note 10 Plus, Note 10 Plus. Hàng chính hãng nha, máy đẹp 98%. Con này thì nói chung là nó vừa hết bảo hành tháng 1 2022, hết được 4 5 tháng rồi. Máy thì còn rất là đẹp, nguyên zin nha, tầm 98. 8 triệu 2 nha, iPhone S Samsung Note 10 Plus 8 triệu 2 hàng công ty. Con này là con Realme Q3 Pro nha, Q3 Pro. Q3 Pro thì cấu hình khá là khỏe nha, chạy con chip Dimensity là 1001, lõi 8, RAM 8 128 nha. Giá bán của bên mình là 4 triệu 8, có hai màu nha, màu vàng chanh nè và màu đen. Q3 Pro nha. Realme C21i, RAM 3 GB, 2 triệu rưỡi, máy đẹp ke nha, C21i, RAM 3 GB. iPhone 13 máy đẹp keng nha, iPhone 13 này đẹp keng. Cây này thì hàng Việt Nam, pin thì còn 97, máy đẹp 99, giá bán là 17,2, iPhone 13. Cây này thì hàng xách tay quốc tế nha, 128 GB, pin thì còn tới 99 nha, máy thì đẹp tới 98 thôi, trầy nhẹ. Giá bán là 17 triệu nha, iPhone 13. iPhone 12 Pro Max 512 GB nha, con này 512 GB, pin thì còn 84. Pin 84, máy thì đẹp 99%, giá bán là 20 triệu 750 nghìn nha. iPhone 12 Pro Max 128 GB, pin 90, 19 triệu rưỡi. 12 Pro Max nha, pin 90, máy đẹp 99, 12 triệu rưỡi nha. iPhone 12 Pro Max hàng Việt Nam 128 GB, pin thì còn 86 nha, máy đẹp 99 luôn. 12 Pro Max, giá bán là 19 triệu rưỡi nha. Màu xanh nha mọi người, máy còn rất là đẹp luôn, pin 86. VinMax ROG 4, RAM 3 bộ nhớ 64, máy đẹp nha, 2 triệu 2, ROG 4. Con này là con Mi 11 Lite 5G NE, RAM 8 bộ nhớ trong 128, 5 triệu rưỡi nha. Mình có 3 màu, đen, xanh và màu hồng nha, iPhone á, Mi 11 Lite 5G này chứ. Samsung A32, RAM 6 128, máy đẹp 98 nha, 3 triệu 9, A32 vẫn còn bảo hành. Samsung Note 10 Plus 5G, RAM 12, bộ nhớ trong 256 nha, máy đẹp 98, 7 triệu, Note 10 Plus 5G. Xiaomi Redmi K40 Gaming nha, RAM 12, bộ nhớ trong 128, máy đẹp 99, 6 triệu 6, K40 Gaming, RAM 12 GB. Samsung S21 5G, 2 SIM, RAM 8, bộ nhớ trong 128, máy 98 nha, 9 triệu 250 nghìn, S21 5G, hàng chính hãng. Con này là Galaxy 3, RAM 8, bộ nhớ trong 128, máy 98 nha, 6 triệu 350 nghìn. Con này thì nói chung là cấu hình rồi, khá là khỏe cho anh em là chơi game nha. Màn hình OLED, máy rất là mượt, máy cũng khá là to nha, anh em thì nào chơi game thì khá là ngon. 6 triệu 350 nghìn nha, Galaxy 3. Bphone A40, RAM 4 64, máy đẹp 99, 2 triệu 650 nghìn nha, Bphone. Realme X7 Pro nha, RAM 8 128, máy đẹp 99, 4 triệu 7, Realme X7 Pro.
Samsung M51 RAM 8 128, màn hình nó có lưu ảnh nhẹ nha mọi người. Giá bán là 4 triệu rưỡi M51 nha. M51 thì pin tới 7.000. Samsung A31 RAM 6 128, máy đẹp 98, 3 triệu 250.000. Samsung A31 thì RAM 6GB, màn hình là OLED nha, độ phân giải Full HD. Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Cái này máy 97-98% thôi nha. Mi 11 Lite 4G, RAM 8GB, chạy chip Snap 730, giá bán là 4 triệu 350.000. Mi 11 Lite 4G nha. Máy đẹp keng, giá bán là 4 triệu 8. Mình có máy mới chưa xài nha, giá bán là 5 triệu 4. Máy mới luôn. Oppo Reno 7 5G, máy đẹp 99 nha, RAM 8 256, bảo hành chính hãng rất là dài luôn. Giá bán là 9 triệu, Reno 7 5G. Xiaomi Redmi Note 11S RAM 8GB 3 triệu 950.000 nha. Note 11S mình có hai màu xanh đen, xanh và đen nha. Samsung con này là Vivo i33s RAM 8 128, máy đẹp 99 nha. i33s thì camera 50 chấm và lưng nó là lưng kính. Giá bán của bên mình là 3 triệu 8. i33s. Xiaomi Redmi Note 11 RAM 4 128 3 triệu 7 nha, máy đẹp. Redmi Note 11 nha, máy đẹp 99. Poco X3, con này RAM là 6 bộ nhớ trong 64, giá bán là 3 triệu 4, máy hơi chạy nha, Poco X3. Samsung Note 20 Ultra 5G, RAM 12 bộ nhớ 256, 11 triệu 9 nha. Note 20 Ultra 5G, RAM 12 bộ nhớ 256. Con này là con LG V50 Thiên Quy, RAM 6 128, màn hình nó lưu ảnh nhẹ, giá bán là 2 triệu 9. V50 Thiên Quy nha, V50 Thiên Quy thì bên mình chỉ bao test cho anh em một phần. Con này là con Realme 5 Pro, RAM 4 128, 2 triệu 450.000 nha. Con này thì camera là 48 chấm, màn hình Full HD nha. Chip Snapdragon 712, Realme 5 Pro. Samsung A52 nha, RAM 8 128, máy 97, 5 triệu rưỡi, A52. Samsung S22 Ultra hàng Việt Nam 2 SIM. Con này thì sườn nó có hơi cắn nha, giá bán chỉ 19 triệu thôi, S22 Ultra. Samsung Note 20 Ultra 4G, RAM 8 256, máy đẹp 99, hàng chính hãng Samsung Việt Nam, giá bán là 13 triệu rưỡi. Con này là Samsung S10 1 SIM, RAM 8 128 nha. Con này thì bản quốc tế. Giá bán là 4 triệu 6, S10 nha. Samsung S21 Plus 5G 2 SIM, RAM 8 128, 10 triệu 750.000 nha. S21 Plus, máy thì chính tổng thể 97% nha, sườn nó có dao. S21 Plus 5G. Samsung S10 5G, máy 97, con này thì nói chung là máy mắc áp rồi. Ngoại hình thì tầm 97 thôi, giá bán là 5 triệu 150.000. S10 5G nha. Note 20 Ultra 5G 1 SIM, sách tay Hàn Quốc nha. 12 triệu 850.000, máy trời nhẹ. Samsung S21 Plus 5G hàng Việt Nam 2 SIM. Con này lưng nó có nước một đường rất là nhẹ thôi, giá bán là 9 triệu 850.000, S21 Plus. Samsung A52 5G 5 triệu 850.000, máy đẹp nha, A52 5G. Samsung Note S21 Ultra 5G hàng Việt Nam, máy tổng thể 97, giá bán là 14 triệu 4. Samsung S20 FE nha, RAM 6 128, bản 2 SIM là 6 triệu 2, bản 1 SIM là 6 triệu, RAM 6 128 nha, máy đẹp 99. Samsung A53 5G, RAM 8 128, máy đẹp 99, 7 triệu 250.000. Oppo Reno 7Z 5G nha, RAM 8 128, giá bán là 7 triệu rưỡi, Reno 7Z 5G. Realme 8 5G, máy đẹp 99, 4150, Realme 8 5G nha. Realme 8 thì giá bán của bên mình cũng 4150 luôn, đồng giá luôn nha. Samsung S21 Ultra 5G 2 SIM, máy đẹp 99, 15 triệu 256GB nha, con này RAM 12, bộ nhớ 256GB, máy thì còn rất là đẹp.
Realme X2 Pro nha. RAM 6 GB 164, con này sẽ chạy chip Snapdragon là 855 Plus, giá bán là 4 triệu mốt nha, 4 triệu mốt. Nokia C20 giá bán là 1 triệu 7 nha, Nokia C20. Oppo A94 4 triệu 250 nghìn nha, Oppo A94. Nokia 5.3, con này thì hơi tổng thể hơi trầy, 1 triệu 850 nghìn nha, Nokia 5.3. Nokia 5.3 máy đẹp nha, 2 triệu. Nokia 5.4 RAM 4 128, 2 triệu 350 nghìn nha, con này lưng rất là đẹp luôn, lưng kính. Nokia 2.4 RAM 2 GB 32, 1 triệu 650 nghìn nha. Anh em nào mà 1 triệu 650 nghìn thì mua mấy con này, màn hình khá là to luôn, pin khỏe và chạy con và chạy cái Android thuần Google thì rất là mượt nha. Mi 10 Tero RAM 8 256, máy đẹp keng 99 nha, 6 triệu 6, Mi 10 Tero 5G nha. Oppo A74, cái này máy 97 thôi, 3 triệu 750 nghìn, A74 nha. Oppo Reno 6 Gen 5G, RAM 8 GB 128, máy đẹp 99, 5 triệu 4, 5 triệu 2 nha, máy đẹp 99 là 5 triệu 2, máy 98 là 5 triệu, Reno 6 Gen 5G, mình có hai màu nha, bạc và đen. Oppo Reno 6 5G giá bán là 7 triệu, máy đẹp 99 và 6 triệu 8 là máy 98 nha. Mình cũng có hai màu luôn, đen và bạc. Oppo A94 RAM 8 128, máy đẹp 99, 4 triệu 250 nghìn, A94. Samsung Z Fold 3 RAM 12 GB 256 và sách tay Hàn Quốc nha, máy đẹp 99, 23 triệu, Galaxy Z Fold 3 nha. Con này là con Xiaomi Mi Note 10 Pro, RAM 8 128 nha, 5 triệu rưỡi, Note 10 Pro có hai màu trắng và đen nha. Samsung Note 10 5G RAM 12 GB 256, 5 triệu 650 nghìn nha. Con này là con Motorola One 5G ACM nha, máy đẹp 99, giá bán là 3 triệu 750 nghìn nha, máy đẹp 99. Con này thì nói chung là chạy chip Snapdragon là 750G, chip khá là mạnh nha mọi người, máy đẹp keng nha, keng với giá đó. Vivo V2 Y21S RAM 3GB, 3 triệu 3, máy đẹp keng nha, Y21S. Con này là con Xiaomi Redmi Note 10 Pro RAM 8GB nha, RAM 6GB nha, Note 10 Pro RAM 6GB, 4 triệu 4, máy đẹp keng nha, Note 10 Pro Xiaomi Redmi Note 10 Pro nha, RAM 6 GB 128, máy đẹp keng, 4 triệu 4, Note 10 Pro máy đẹp keng luôn, RAM 8GB, giá bán là 4 triệu 650 nghìn nha, 4 triệu 650 nghìn, RAM 8GB máy đẹp keng. Xiaomi Redmi Note 11 RAM là 8GB nha, Note 11 Note 11S nha mọi người, RAM 8GB máy đẹp keng, Note 11S. Cái này thì giá bán của bên mình là 4 triệu 7, Note 11S nha, máy đẹp keng, 4 triệu 7. Vivo V21 5G máy đẹp nha, giá bán của bên mình là 4 triệu 950 nghìn, V21 5G máy đẹp keng.
Vivo V20 RAM 8 128 máy đẹp 99 nha. 4 triệu 2 V20. Vivo V20 phiên bản 2021 nha. 2021 con này thì tầm 98% thôi, 4 triệu. Phiên bản 2021 nó sẽ mạnh hơn phiên bản 2020, nó chạy chip Snapdragon là 730 nha. Vivo V20 SE RAM 8 128 máy đẹp 99, 3 triệu 7 nha. Máy còn rất là kê. V20 SE. Mình có cái máy nó hơi trầy nhẹ, giá bán là 3 triệu 450 nghìn V20 SE nha. Vivo Y51 3 triệu rưỡi máy đẹp, Vivo Y51 nha. V19 RAM 8 128 máy 98 3 triệu 650 nghìn Vivo V19. Vivo Y50 máy đẹp keng là 3 triệu rưỡi, máy trầy nhẹ 98 thì 3 triệu nha. Vivo Y50 thì RAM tới 8 GB. Vinmark Ariz RAM 8 máy đẹp 99 3 triệu 550 nghìn. Mình có RAM 6 nữa nha. RAM 6 thì 3 triệu 450 nghìn. Ariz nha, máy đẹp keng 99 không biết trầy nữa. Có màu xanh nha, màu xanh có RAM 8. Ariz nha. Vinmark Lai 4 nha. Cây này máy tổng thể 97 thôi, 2 triệu 3. Lai 4 RAM 6 GB nha. 2 triệu 3. Vinmark Zoe 3 RAM 2 bộ nhớ 132 1 triệu 650 nghìn. Sota 5. Sota 5 là 1 triệu 9 nha, Vinmark Sota 5. Con này Techno Spark 7 nha, RAM 2. Hồi như trong là 32 GB, pin cực kỳ trâu bò, 1 triệu 9. Xiaomi Redmi 9A RAM 2 hồi như trong 32, máy 98, 1 triệu 650 nghìn nha. Xiaomi Mi 11 Lite 4G máy đẹp 99 nha. Cái này là máy new chưa có sử dụng nha, máy khui hộp ra thôi, không có hộp, nhưng mà máy này là máy chưa sử dụng, máy new. Giá bán là 5 triệu 4 nha. Mi 11 Lite 4G máy mới 100% nha, chưa sử dụng. 5 triệu 4. Samsung Buds Lite nha, tai nghe Galaxy Buds Lite nè. Máy đẹp 99. Tai nghe Buds Lite nha, giá bán của bên mình là 1 triệu 150 nghìn Buds Lite. Đồng hồ Watch Active 2 nha, Watch Active 2 này hơi trầy, Watch Active 2 Watch Active 2 nha mọi người, giá bán của bên mình là 1 triệu rưỡi Watch Active 2. Xiaomi Mi 11 Lite 5G ne, máy mới 100% chưa khui siêu nha, RAM 8 128 máy mới. Giá bán của bên mình là 7 triệu nha, Mi 11 Lite 5G ne. Đồng hồ Galaxy Watch 4 nha, size 40, máy đẹp 99, Watch 4 3 triệu 3. Những cái đồng hồ này thì máy mới rất là mắc tiền luôn. Đồng hồ Galaxy Watch 3, con này là phiên bản thép nha. Bản thép size 45, máy đẹp keng luôn. Giá bán của bên mình là 3 triệu mốt nha. 3 triệu mốt Galaxy Watch 3 size 45 bản thép. Galaxy Watch Active 2 size 44 nha, size 44. Giá bán của bên mình là 1 triệu 850 nghìn nha. Watch Active 2 size 44 1 triệu 850 nghìn. Có cái Watch Active 1 nè. Cái này thì rẻ thôi. 1 triệu 450 nghìn. Size 40, Watch Active 2 size 40 1 triệu 450 nghìn. Galaxy Watch 3 nha, size 45.
Cái này thì giá bán của bên mình là 1 triệu, là 2 triệu, là 3 triệu nha. 3 triệu chứ. Size 45, bản thường 3 triệu, bản thép là 3 triệu 1. Con này là Mi Note 10 Pro, RAM 8 128, màn hình con này nó có lưu ảnh nhẹ nha, lưu ảnh này. Note 10 Pro, màn hình nó lưu ảnh nha, nói chung là nhẹ thôi. Giá bán của bên mình là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi nha, Note 10 Pro. iPhone 12 Pro Max 512 GB nha, 20.750.000, 12 Pro Max 512 GB nha, anh em tha hồ lưu trữ luôn. Pin thì còn 84, máy thì ngoại hình đẹp keng 99 nha, quốc tế Mỹ. Samsung A52s 5G 8128, máy đẹp 98 nha, 5 triệu 9. A52s 5G 5 triệu 9 nha. Sony XPDA1, con này thì bản 128 GB nha, máy đẹp 97%, hơi có trại nhẹ nè, 97%. Giá bán là 3 triệu 7 nha, XPDA1. XPDA1 thì chạy chip Snapdragon là 855 nha. VinMax Active 3, RAM 6 bộ nhớ trong 64, máy thì keng 99 luôn. Con này thì màn OLED, camera thọ thuộc, camera chính của nó là 48 chấm. Pin thì được 4.000 nha, giá bán là 2 triệu 450.000. iPhone XS Max 64 GB, máy đẹp 99, con này pin cao nha, pin tới 91 nha mọi người. Máy thì còn rất là đẹp, giá bán là 7 triệu 6 nha, XS Max 64 GB. S21 Ultra 5G, hàng chính hãng nha, hai SIM. Con này thì RAM 12, bộ nhớ trong là 256 GB. Máy đẹp 98 nha, giá bán của bên mình là 15 triệu, 15 triệu nha. Samsung A52s 5G, RAM 8, bộ nhớ trong là 128, máy keng 99 nha. A52s 5G 6 triệu 1. Vivo V23e, RAM 8, 128, máy đẹp keng 99 nha, cái màu rất là đẹp luôn, 4 triệu 8. Con này thì mình có màu đen nữa nha, V23e. Active 3, RAM 6, bộ nhớ trong 64, màu xanh, 2450, máy đẹp 99. VinMax Joy 3 nha, RAM 2, bộ nhớ trong 32, máy đẹp 99, 1 triệu 650 nghìn. Con này không khác gì máy mới cả nha. Oppo A94, RAM 8, bộ nhớ trong 128, máy keng 99, 4 triệu 250 nghìn, A94. Vivo Y20s, RAM 6, bộ nhớ trong 128 nha, máy đẹp 99, 2 triệu 650 nghìn. Samsung Galaxy S10 LED bản Mỹ, RAM 8, 128, bản Mỹ sẽ chạy chip Snap 855 nha, máy thì keng 99, giá bán là 5 triệu rưỡi, S10 LED. Mi Band 5, RAM 6, bộ nhớ trong là 256 GB, máy đẹp 99 lay new nha. Con này thì chạy chip Snapdragon là 860, màn hình 120Hz rất là mượt luôn, độ phân giải là tới 2K. Con Mi Band 5 này thì giá bán là 7 triệu 750 nghìn nha, cho bản 256 GB. Mình có máy full hợp luôn thì giá bán là 8 triệu 1 nha, Mi Band 5. Cái này là cây iPad Pro 2018 11 inch hàng chính hãng nha, 64 GB Wi-Fi. Máy thì tổng thể đẹp 99% nguyên zin nha. Màn hình nó tràn viền rất là đẹp nè, iPad Pro 2018. Giá bán của bên mình là 10 triệu 750 nghìn nha, iPad Pro 2018. Galaxy Tab A 2017 máy 97 nha, 2 triệu 150 nghìn, Galaxy Tab A 2017. iPad Gen 6 Wi-Fi và 4G 32 GB, máy đẹp 99 nha, 6 triệu 250 nghìn, iPad Gen 6 Wi-Fi 3G 32 GB. iPad Gen 6 32 GB Wi-Fi 4G. Mình có bản Wi-Fi nữa nha, bản Wi-Fi đây.
Ông Wi-Fi, máy đẹp 99 luôn, 98, giá bán là 5 triệu rưỡi, gen 6 nha, Wi-Fi. Anh em nào mua 4G thì cộng vô 5 xị nữa nha. iPad Gen 8 ZA, máy đẹp 98, 8 triệu 150 nghìn nha. 32GB, máy đẹp Play New. Mình có bản 128GB, máy 98 thì giá bán cũng đồng giá với này luôn. iPad Gen 8 nha. Rồi, anh em là có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp bên bên mình. Anh em có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Fanpage dù là bên mình là sẽ rep cho anh em nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình. Anh em xem video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ kênh của mình nha.